thời gian đó phải làm lễ chắc chắn là cái gì tôi đang thế không sao biết bao nhiêu điều đó có nhưng đó là cái gì Thank you.
Cùng hai anh do xe hãy cùng nhau uống cạn để chia buồn. Cầu chúc cho chủ ta ít rối mai nhiều, ơi ơi nhìn bàn thờ lương nghi ngút. Tâm hoàn cảnh này ai cũng khóc
rồi thời gian sẽ rơi đi nỗi buồn của người thân đã thay. Những lòng ai cũng vẫn vương niềm thương nhớ chân thành. Sớm làm thân thao cùng nỗi đau mất mát người thân, bạn bạn xa gần lần lượt duyên thân, thân gần nhân mà những lời ân cần an. Nơi xứ vàng chắc anh không buồn tôi, vì ở dương gian bà con hôm sớm cận kề. Thì mai cũng xin phép là một người con đưa tiễn cha ra đi lần sau cuối. Bà con của bác hãy nán lại vài giây phút nữa. Cha ơi, chiếc xe ban đang đợi ngoài đầu ngõ để đó tân xác cha về nơi an nghỉ sau cùng. Lòng của con đây bao
say trong rượu đầu tiên, con thành tâm khấn nguyện, nguyện cầu cho hồn cha về cõi Tây Phương. Cha ơi, buổi chia ly này là mãi mãi lìa xa, mà chốn dương gian là cõi tạm sống nhờ. Sống mãi tác về âm cảnh là quê, cha bỏ dương trần bỏ mẹ con thương như. Dạ còn đây, đây là chung rượu thứ hai. Đây chung thứ hai em xin kính cần mời ông cai quan đại diện cho gia đình. Anh hãy ráng lo tròn trách nhiệm của mình, đồng quan tài của cha thật nhẹ nhàng êm ái, để văn xác cha hiền được nhàn hạ tận tôi. Còn đây xin dâng lên cùng anh em dân tộc, dù đường đi cực khổ thế nào các anh cũng sang vượt qua. Đưa linh của cha về nói phần mộ, ơn nghĩa này em không thể nào quên. Và còn đây là chung rượu thứ ba, cha xin kính rót để đáp đền công cực khổ mấy ngày qua của ông bà cô bác gần xa đã đến đây chia buồn cùng tang quyên. Xin thay mặt gia đình con xin cúi đầu lạy ta. Còn trong gan bắp gạt nước mắt tuôn sầu con tiền cha đi. Tạo quá cô cầu ai nợ khiến xui chi, mà đường sống tử của cha giờ đã. Cha đã ra đi trong niềm thanh thản, cởi hạ quy tiên về với Phật đài. Cha ơi, nếu cõi tạm trần gian số phận cha đã hết, thì mong cha hãy nhẹ nhàng thanh thản ra đi. Đêm đêm con sẽ nguyện cầu hồn cha siêu thoát về nơi Phật đài. Ấy hạ quy sức làm khổ ấy giảng phần ba, vượt thoát luân hồi khổ tạo cấp niệm Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng chung thế tập luân khổ ấy, kiếp có người khóa thoát một ai, hữu sanh hữu tử hữu luân hồi, vô sanh vô tử vô khứ lai, sanh tử khứ lai tu tự mộc, tất bao trần thế thượng liên đài. Này hồn linh mau kiếp chân theo cùng ta, về lạc quốc ta quyết hầu bờ tế đô. Về tâm gian giờ đây nhiều khổ đau mà thôi hồ.
đầy hồn linh, mau bước chân theo cùng ta. Về lạc quốc ta quyết hầu bờ thế đô, về tâm giá giờ đây nhiều khổ đau, mà thôi hỡi hồn hãy mau theo bước cùng ta. Ta mà bạc nhà ta là mật đà, dòng linh kia ơi mang theo ta về. Tòa hoa sen rực sáng như đang chờ ai.